Hi, xin chào toàn thể các bác ạ. Kính chúc các bác có một ngày mới mạnh khỏe hạnh phúc. Hiện tại thì em bé đang có mặt tại thôn Hà Cá, một thôn phải nói rằng là cái nơi khởi đầu làm cái chương trình YouTube các bác ạ. Hôm nay thì cùng với cả em Chứ này, Chứ chào các bác ấy. Em chào các bạn ạ. Đồng hành với em bé là em Chứ đây. Thì hôm nay là sẽ đến thăm cái hoàn cảnh của 6 cháu mồ côi ở trong nhà này. Hiện tại là đang ở với bà mẹ thì vừa rồi đi lấy chồng rồi. 6 cháu mồ côi mà là lại là toàn cháu gái hết các bác nhá. Thì em bé hôm nay là sẽ thay mặt chị Phương ở bên Mỹ. Vừa rồi chị cũng gửi về một cái khoản quỹ ấy, nói rằng là thấy cái hộ hoàn cảnh nó khó khăn vất vả ấy, thì sẽ ủng hộ giúp chị. Đấy, thì hôm nay là nhà các cháu ấy là đã nói chung là mồ côi, mà mồ côi tận 6 cháu gái, đứa lớn nhất hình như là có 9-10 tuổi thôi. Bây giờ thì sẽ mời các bác cùng vào kia thăm. Và tiếp theo thì tí nữa anh em mình xuống kia thăm cái hoàn cảnh của cháu bé dưới này một chút. Em ạ, dưới này là hoàn cảnh bé Hoa. Đấy, đố các bác là còn bác nào nhớ đến hay không. Em bé đã từng chia sẻ qua một vài lần rồi. Thì bé là bị mù cả hai mắt, đi bệnh viện xem qua rồi nhưng mà cũng không thể cứu chữa các bác nhá, tức là hết cơ hội rồi. Và hiện nay thì sống cũng cùng với bố với mẹ, nhưng mà có vẻ rằng là cái cuộc sống của cháu nó cũng rất là khó khăn vất vả. Tí nữa này thì sẽ mời các bác cùng nhau xuống dưới kia để thăm bé Hoa. Trước mắt thì lên thăm 6 cháu mồ côi với lại phần quà trước đã. Em ơi, lấy hộ anh cả hai bao luôn đấy em ạ. Dạ. Hay là một bao cho nhà dưới một bao đi nhỉ? À, cho nhà dưới một bao. Đâu là ai cũng khó khăn mà. À, xem ma tí nhà dưới thì khó khăn quá thì mình lại mình lấy kẹo vào cho trẻ con. Chắc là phải bớt lại mấy viên cho bé Hoa đấy. Bé thì bị mù cũng thương lắm. Nói chung là cũng không biết năm nay được bao nhiêu tuổi rồi. Để lại cái túi bánh cắt đấy cho ở. Hai nhà để xem là các cháu hiện nay là cũng đang sinh sống thế nào rồi. Đây là bà nội đấy, bà cháu chào bà, chào các cháu nhá. Ui rồi ôi, nhìn đen xì này. Con chào chú à? Hả? Con chào chú nào? Hello ma. Chào chú nào? Con chào chú, con chào chú à? Hả? Để đấy. À, chú bảo này. Con nhá, đây là quà bà Phương này. Quà bà Phương gửi tặng cho các con nhá. Để dùng nhá. À, con cảm ơn bà nào, con cảm ơn bà Phương nào. Con cảm ơn bà Phương. Rồi. Thế hôm nay là con có đi học không? Không. Được nghỉ hè rồi nhỉ. Ừ. Các em đi đâu hết rồi? Có 4 em này thôi. Đi chơi à? Đây là 6 chị em gái, đây là chị cả mất rồi. Chị cả mất, nhưng mà hàng bé tí em cho các cháu mỗi đứa một viên cho. Nói chung là các cháu ăn cho mừng thôi các bác ạ. Chứ còn để mà ăn no ăn đủ thì không thể rồi. Ngoan lắm à đàn nhà này. Sao có xe máy ở nhà này? Mẹ về hay là kiểu gì con? Mẹ về hay kiểu gì? Có xe máy ở nhà? Lại đi đâu rồi? Của cậu à? Không phải là mẹ về tuần chỉ tao lò nào. Chưa về các bác ạ, mẹ chưa về. Mẹ đi lấy chồng rồi còn về. Chẳng qua lấy chồng xong rồi đi làm ấy. Đây đàn cháu nhóc nhóc này. Cháu gì chú lại quên mất tên rồi. Phương à, cái gì nhỉ? Chú à, Thúy nhỉ? À. Vàng chú Thúy là cháu nào? Vàng Thúy đi chơi. À, thế cháu là Vàng Thị Phương à? À, và Vàng Thị Chúa à? Cháu cả. Rất xinh gái luôn các bác ơi. Đi ra đây nào, đây là bà nội này. Bà bây giờ là xuống đây ở luôn à bà? Hay là các cháu ban ngày bà mới xuống thôi? Để ở tôi nhớ thì ở tôi nhớ rồi mà. Bà xuống ở cùng với cháu nấu cơm cho cháu ăn. À, bà bây giờ là xuống xuống dưới này ở hẳn luôn rồi ấy, nhỉ? Xuống ở chung 6 con.
Bà xuống đây ở hẳn luôn với các con rồi à? Vâng. À, thế cũng đỡ nhỉ? Ừ. Không nghỉ một mình con thì cũng buồn lắm. Ôi, vướng xe, vướng xe. Lên được không bác? Ủa ta? Gì ở đây vâng, đang thăm các cháu này một tí. Vâng, đi lấy củi về anh. À, đón anh trai á. Vâng, vâng. Sợ xe ngồi đấy vướng. Đây, bà nội đây. Bà ấy thế là đợt vừa rồi là mẹ nó đi lấy chồng ấy thì là mấy cái con vật nuôi ở đây là bây giờ là gửi trên chỗ bà hay là kiểu như thế nào? Lại không phải à? Hả? Sao lúc phải lúc không? Đi làm rồi. Sao lúc phải lúc không là sao bà nhỉ? Kết bạn. Hả? Kết bạn. Sao? Có một bạn là trai nó kết bạn với đi làm thôi. Tức là cả hai người cùng đi rồi đúng không? Đúng rồi. Tức là lấy thì chưa được lấy. Đấy, đúng rồi. Rồi. Tức là cưới hỏi thì là chưa. Nhưng mà là cũng đi cùng. Đi cùng nhau rồi. À, đi cùng với trai rồi. À, thế thì cũng. Đấy đó là đi cùng với bạn rồi, không phải là đi. À, tóm lại chưa cưới, chưa có hỏi gì. Đấy, em về. Năm nay lên lớp mấy rồi con? Lớp 5. Xinh gái thế nhỉ? Ấy dư, chú thấy là con là xinh gái nhất là trong những cái bé mà chú từng gặp đấy. Thích không? Chú bảo như thế, thích không? Năm nay lên lớp 5, lớp 4 lên lớp 5 con nhỉ? Lớp 4 lên lớp 5 hay là lớp 5 lên lớp 6? À, thế là sang năm tới này là con bắt đầu lên cấp 2 đấy nhỉ. Ừ. Thế dạo này ở nhà có món gì ăn chưa? Có còn nấu gạo không? Có. Vẫn còn à? Ừ. À, em bé không ru, nó kêu quá. Ừ. Đấy, em bé còn nhỏ quá. Tìm cái ghế ra đây cho cháu ngồi nói chuyện một tí các bác ạ. Em bé tìm cái ghế về đây chú ngồi nói chuyện một tí thế nào? Có cái ghế không? Mất tài chú ạ. Nhà này thì trước đấy còn chưa cả xây là em bé đã vào trong chia sẻ rồi cơ. Nhưng mà được cái là gia đình toàn chị em con gái thôi, 6 đứa con gái. Chắc là đẻ cố hay sao nhưng mà kiểu là không đẻ không được ấy. Ừ, cuối cùng là ông chồng đó là không may là mất. Ở đây này cháu ngồi đấy. Cái tay cháu bị làm sao kia? Chú xem nào. Cháu bị ngã hay bị sao? Cháu, con ngồi xuống đi, ngồi xuống. Lúc sau lúc đấy chú không để ý nhỉ? Có bị sứt vào tay không? Có sâu không? Sâu à? Mới bị à? Hôm qua. Bị hôm qua á? Cô cũng nó cứa vào chỗ nào? Chỉ vào tay chú nào, cứa vào chỗ nào? Cứa vào chỗ này. Cứa vào chỗ đấy á? Ở trên này đúng không? Vâng. À. Thế là con đi làm gì mà lại cứa vào đấy được? Nghịch à hay là đi lấy cỏ? Không phải. Cũng nghịch à? Vâng. À. Thế là dao cớ vào đây. Ừ, chảy nhiều máu không? Không. Cũng ít ít thôi gì. Này là con đắp nhưng mà con cho cái lá gì và bà cho cái lá vào à? Cái này nó cầm máu rồi thôi chứ. Đắp vào nhiều sợ nhiễm trùng ấy. Nó cầm máu rồi thì theo chú nghĩ là không cần phải đắp lá nữa. Để cho nó gọi là đổ để cho nó hở luôn cũng được mà các bác nhỉ. Ví dụ vào tay này, ví dụ là ngày hôm nay nó vào tay này xong bắt đầu là đắp lá cầm máu xong bắt đầu cứ mở ra để cho nó thoáng đến lúc còn ấy được. Đấy các cháu này, 5-6 cháu.
Thế là còn là hai em nữa là đi đi chơi à? Em bé rất đàn. Đàn giờ này nhà này rất là yêu luôn. Nhìn cực kỳ yêu luôn các bác ạ. Đấy, nhưng mà bây giờ thì cũng ở với bà. Thế là bò với dê là lấy lên trên nhà bà hết hả con? Các con ở nhà bây giờ nghỉ hè này còn đi cắt cỏ bò không? Có. Con biết cắt rồi á? Con biết nấu cơm chưa? Thế là ví dụ hôm nào bà bận ấy thì là các con cũng tự nấu được rồi phải không? Có hay nấu không? Như con hay nấu không? Có. Em này em út chứ nhỉ? Yeah. Em út thì từ năm ngoái năm kia là em bé cũng vào đây một lần rồi, lúc đấy còn đang bế, còn chưa được nghịch được cái này đâu. Nhưng lúc đấy mẹ còn ở. Thế là mẹ đi, nói chung là đi làm, tạm gọi là đi làm ấy, là từ Tết đến giờ. À từ Tết hay từ năm ngoái nhỉ con nhỉ? Không biết. Con không biết á? Đi học ở ngoài trường suốt không biết à? Lâu rồi cũng không nhớ. Em bé nhìn yêu quá. Khen liên tục thật đấy. Nhìn người tuy nhỏ tuổi cũng còi, một phần là cũng còi, nhưng mà được cái là nhìn mặt thấy nó giống kiểu dạng kiểu là trầm tính này, lạnh lùng này, cũng như là mình phải nói rằng là cháu nó nhìn rất là, ý là đứng tuổi hơn trước cái tuổi của cháu nó. Như kiểu là làm vất vả rồi ấy. Ở nhà hàng ngày con làm gì bây giờ mùa hè, nghỉ hè này? Con cắt cỏ bò. Cắt cỏ bò á? Ngoài ra còn làm gì nữa không? Không à? Nấu cơm không? Có. Có à? Thế là bà cứ ngày là bà xuống đây ở. Tối bà cũng ngủ đây. Thế là bà ở đây liên tục rồi đấy. Bà xuống đây như thế này lâu chưa hả con? Lâu rồi. Từ lúc mẹ đi à? Bà cũng gọi là có công rất là lớn đấy, đấy bà nội. Nhà bà là trên đồi trên này nhỉ? Con hay lên đấy chơi không? Có. Có. Đấy, em này. Toàn các cháu dễ thương nhỉ? Thế mấy nay ở nhà làm cái gì? Mấy trồng ngô các thứ là hết rồi phải không con? Thế là còn ngô không? Không. Các con bây giờ là còn gạo thôi đúng không? Gạo đấy là của các con đi học là được. Được nhiều không? Nhiều. 6 em cơ mà đúng không? Cả con đấy là 6 người thì mỗi người trung bình là ở mình trên này là được khoảng tầm bao nhiêu con em? Con mình học cấp 1, cấp 2 cấp 1 thì vẫn được ít tí. Cấp 2 thì vẫn được nhiều tí. Cấp 1 là được bao nhiêu cân? Khoảng 20 cân. 20 cân à? Một cháu 20 cân đúng không? 20 cân. Thế là 6 cháu là tạ 2 rồi gì nữa. Toàn bộ nhà mình là học cấp 1 hết. Sang năm này cháu mới lên cấp 2 này, đúng không? Sang năm là cháu đi học ở cái trường gần xã kia đó, sát xã kia đó. Cố gắng học giỏi nhá. Thế là con chuẩn bị đi nhận lớp gì chưa? Lúc nào đi cô giáo thông báo à? Không. Bác trưởng thôn đúng không? Không. Bác cấy à? Ở đây phải bác cấy không? Không. Hả? Không. Không á? Bác già à? Chú già à? Bây giờ ấy à? Bác bí thư già ấy các bác. Thôn này là thôn bí thư già ấy. Bác làm bí thư, còn trên kia thì bác làm cái chương trình đấy. Chắc là mỗi người một khu ấy. Thế là bao gạo nãy mình mua là 175.000 một bao. Để xem nào. 175. Tôi bảo bà ra đây một chút. Bảo bà ra đây để bảo chú gửi lại một chút quà của chỗ cô Phương. Em mở hoài anh cái cốp lấy cái bóp anh với. Lấy cho bà mấy trăm nghìn nữa ấy, để bà chăm lo các con nó được ấy hơn. Được ý là gọi là đỡ đần thôi.
Ờ đúng rồi đấy. Xong rồi còn lại thì lấy xuống bé mù mù dưới này, tí nữa sẽ xuống thăm. Em cứ lấy xem, tìm tờ 500 lấy cho cô. Không có. Không có rồi. 500 nghìn không phải 500 đồng đâu. Đây đấy. Đây đây. Còn lại của người khác rồi. Đây. Của ai? Của bà Phương thôi. Con nhá, con gái. Đây là của bà Phương tặng thêm cho con nhá. Lúc nãy là một bao gạo là 175.000 này. Và 500.000 này thì bây giờ là chú lấy cho bà, xong rồi bảo bà mua thuốc ăn cho các con nhé. Ờ, hoặc là mì tôm các con thích gì các con cứ bảo bà là mua hộ các con. À, ok. Cháu gửi tặng lại bà nhé. Vâng, của bà Phương gửi tặng cô. Vâng, em phiên dịch một tí. Bảo là bà bảo là cảm ơn cô rất là nhiều, ở rất là xa, hay cho nó các phần quà cho 6 cháu và một mẹ, làm đưa cái số tiền của cái bao gạo cho bà nấu cho các cô ăn thì bà cảm ơn rất là nhiều. Vâng, vâng. Đấy, qua đây thì em cũng xin thay mặt các cháu này này. Sáu cháu, bây giờ là sáu cháu, cháu tù lọ. Cháu tù mới nhỏ. Vâng, vâng, đi ô tù mù xì lọ. Em ô tù mù xì lọ. Là hai cháu đi chơi mất rồi, không gặp được hết. Nhưng mà tóm lại là bà hiện tại là cũng đang phải nói rằng là đấy, xuống đây trông đấy các bác. Cứu mang các cháu rồi thì lo cơm nước rồi thì đồng áng các thứ để làm sao các cháu nó lớn khôn thành người. Cháu cảm ơn cô. Đấy, vâng, cảm ơn chị Phương rất nhiều. Đấy, anh em mình xuống nhà dưới cái tí đi nhỉ, xem nhà bé Hoa. Mù xua tù tù ní là hải tù pa tù hoa đấy hả, tù bọ bọ cây chị tàu à, tù chị bọ cây tù mấy bát tù à, tù chị bọ cây, tù chị bọ cây tù mấy bát tù à, tên gì, chị tàu bọ là bọ à, chị bọ này, tù nào mà chị bọ, đây là hồ hoa rồi, hồ tù mai ấy. À, ở nhà là tên Mai. À, là Mai. Mai. Còn còn khai sinh là bé Hoa đấy, là tên Hoa đấy, không biết là cái gì Hoa. Nhưng mà cái trường hợp của cháu nó thì là em bé cũng thấy rất lâu rồi. Từ cái năm 2019 là bé lên đây, là vào trong này là cũng được xuống đây chia sẻ rồi đấy. Đây, xuống nhà bé một tí. Ô, cái chìa khóa em cầm chưa? Em cầm. Không, cứ cầm đi. Để anh lấy cái này. Xem mà dạo này bé Hoa tiến triển hay là lớn khôn như thế nào? Cái em đưa. À, anh cầm rồi. Cái nhà bên dưới đấy, nhà đi thẳng đấy em ạ. Chưa chắc nhá, lâu lắm anh không xuống, từ từ để anh xuống đến đây anh ngó. Có khi nhà kế bên còn nhà là nhà là mới phải. Đó là nhà bên trong. Ở đi đường đấy. Lâu lắm rồi. Chắc là nhà của cháu nó là em bé 4 năm nay không vào. 4 năm rồi đấy. 4 năm rồi. Lúc đấy là còn làm cùng với lại anh Ngọc với lại anh Giang. Là. Ui, cái mới từ một tuần nữa. Đây. Kìa. Đi qua như thế nào? Tủ mai nho chê chỉ nho này hả? Nho nhá. Ơ? Nho lỏ đây hả? Lỏ lỏ. Ở tổ mai này vừa. Tỏ. Mai này hả? Ây à. Nó về tận đây làm. Không biết à. Không biết à. Nó đi ủa giò lỏ. Ủa ma. Ma lỏ. Chò nho ni lỏ. Ô bọc nó vào ni ồ. Ồ ồ. Tụi ni ô bao mà. Vợ mình ly mỹ lành. Chắc về đây làm thuê đấy nhở. Hả? Vâng, nhưng mà vợ của Lan mỹ lành ấy. Cái gì mỹ lành quên mất rồi. Ly mỹ lành đúng rồi đó. À đây là chị gái lở. Giờ mà. Đúng không? À thế nào, thế giống nhau y xì. Thế là bà ngoại là ở đây chứ hay sao vư? Bà ngoại ở tác
phải chắc là ở đây đấy nhỉ? Là nhà lúc đấy bà? Nhà đây luôn. Hello. Ai à, Po? Vâng, đây là mẹ của bé này. Tù hoa, tù may nhó chơi chỉ nhó. Tù may nhó chơi tù may mua đã đây cứ để rồi. Nó để rồi. Nó đã để khó cứ để. Đi tắm. Đi tắm á? Hù lò tàu mà. Cũng mà hù lò. Đấy một chơi mà hù lò. Tàu đó. Đây là nhà của bé đây các bác ạ. Đây. Đây vẫn là quà chị Phương nhá, dùng một người cho tính cho dễ các bác ạ. Tức là quỹ thì cũng có rất nhiều bác, nhưng mà ý là mỗi tập thì dùng một người cho nó dễ hơn. Đây. Nhà của bé nó hình như là giường đâu đây này. Tàu đó. Bao ú chỉ bao đấy. Bao mà. Chỉ bao là. À, mua hả? Ô bê chủng u chỉ lò lo. Từ thời là bà cô là đi chữa mắt rồi. Bảo cô thấy xem còn nhớ không? Nhớ cái ô bồn cho nữa nè. À về đây rồi, về đây rồi. Đó. Lo mà, lo mà. Lo chết, lo chết. Đấy, bé về rồi. Nhưng mà nhìn không thấy đường mà đi rất giỏi. Đấy. Tao đó. Bà em ngồi vào đây. Ngồi ghế, ngồi ghế chơi tí. Không nhìn thấy ghế, không nhìn thấy ghế. Cho em ấy ngồi một tí. Đây là ý kẹo lúc đấy đâu nhỉ em nhỉ? Đây. Đây này. Đây. Mày ý có tha đó. Đấy. Đấy. Xinh gái nhá, nhưng mà mỗi tội là mắt không nhìn thấy thôi. Bây giờ làm này nhìn thấy không? Nhìn thấy mờ mờ không em? Ủa nhà này có chỉ bỏ mà. Không thấy. Vẫn vẫn không thấy. Tức là mắt em tối từ lâu lắm rồi. Lâu rồi. Mà năm nay là được bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Mới hơn nào chưa nè? Năm 18 tuổi. 18 tuổi. Năm nay tuổi trăng tròn, vừa tròn 18 luôn các bác ơi. Mỗi tội là cái cuộc đời em ấy cũng hơi nghiện ngã một chút, do là từ nhỏ rồi, cái này là bẩm sinh. Đấy, từ lúc sinh ra thì cũng mới bị, thì đâm ra là cũng không được giống như là bạn bè. Em bé này lúc trước là cũng rất thích chơi đàn, một thời gian là con có bác gửi cái đàn gẩy gẩy tanh tanh này lên cho bé chơi, nhưng mà lâu lắm rồi anh cũng không vào thăm. Đấy, đúng là hồng nhan nhưng mà rất là bạc phận, đúng thật mà. Bé Hoa po là chỉ bao u rồi đó, chỉ bao mà. Bao anh bé rồi. Bao bao tù Giang nè, bao tù Ngọc nè. Bao chị bao, bói. Mua tủ làm thấu mủ Hà Nội là xe mắt đi. Bà đi. Tên tay chị thu bao à? Mua ô tủ tao để thấu mủ số đó không mua nên mà. Ừ, vậy gì mà thấu tủ tối nhau mà gà thấu số không mà. Hả? Anh Ngọc đây, anh. Anh Ngọc là anh trai anh rồi, nhưng mà ý là lúc đấy anh cũng có đồng hành ở đây. Thế là ông đi đâu rồi à? Là bác đi đâu rồi, bác trai ấy? Đi lóc mỏ thì hả? Anh em nó tối nay mẹ vợ nó tàu thế là chịu, chờ phép hồi kia là muốn tàu vẫn còn bốn nó thì chỉ lo. Đi đâu? Mười mấy ngày rồi không về rồi. Mười mấy ngày không về á? Ông đi tìm rượu đấy, ông tiểu sử là uống rượu. Chung là việc trong nhà là nó không làm ấy. Ông ấy ngày từ xưa đến giờ là vẫn thế rồi. Bây giờ là còn mỗi mẹ này. Mẹ với lại mình làm thôi. Nhưng mà còn đứa em trai nữa đi đâu rồi nhỉ? Cô chả? Mua chỉ mua. Chỉ mua mà. Không có. Không có à? Bây giờ là còn mỗi em ở nhà thôi nhỉ? Mua tuần này hả? Em mua tuần này thêm mấy tuần mềm mềm một thứ không chả không. Mà ở tuần bên thầy mà. Ở tuần bên thầy rồi. Hai đứa gái hết. Hai đứa thế đi đâu rồi đứa con gái em đi tắm hết à? Nọ mà mấy mà hả? Chính trai mà hả? Ngại á? Xấu hổ tí nữa tự ăn à?
Bây giờ lâu lắm rồi không gặp bé, giờ bây giờ lớn khôn nhanh thật đấy các bác ạ. Nhưng mà từ mới ngày nào khoảng tầm 4 năm trước ấy, thì cháu ấy mới được 15, 16 tuổi, bây giờ 20 tuổi, đâu? Bây giờ 18 mà đúng không? 18. Thế là lúc đấy mới 13, 14 thôi. Ờ, đến năm nay là 18 rồi. Để mà nói là bảo lấy chồng là cũng lấy được rồi, nếu mà cuộc đời em may mắn như người khác. Nhưng mà không may thì cuộc đời của bé thì cũng cứ bị gọi là trong không bao giờ thấy ánh sáng các bác ạ. Lúc trước đi Hà Nội khám một lần rồi ấy. Bây giờ thế này cô ạ. Thì cháu là hôm nay là thay mặt chỗ cô Phương đi vào trong này ấy, trước mắt là giúp cho cô là làm một bao gạo nhá. Xong thì là đưa thêm cho cô, để cho cô lo cho em Hoa ấy, là vào 500.000 đồng nữa, cũng là của chị Phương. Đấy, tổng là vào, tức là một bao gạo 175 đi. 500 nữa là 675 là dành tặng cho gia đình. Cũng với hy vọng rằng là tương lai dài thì vẫn có các bác là cũng cùng đồng tài trợ để làm sao là giúp bé có cuộc sống nó khá hơn ấy, vì là bây giờ cũng không lấy chồng được ấy, ở như thế thôi. Em giúp anh đưa cho mẹ, hoặc là đưa cho bé cầm cho vui, xong thì bảo mẹ đấy thôi. Cứ lấy mấy tờ cũng được mà, đủ 500 được rồi. Cho bé cầm 100 đi. Ồ, đây. Đây đây. Bao nhiêu? Nhiêu. Lo than á. Này, 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 lấy cho mẹ để mẹ cầm. Của nhá. Để cho mẹ cầm xong nghe bảo là mượn ga su tủ ni nọ đó, bỏ đó. Ý tủ bỏ phơi, ý tủ niệm tích phơi là nhớ bỏ nào uống để bố ạ, ý bố chú. Thế là bố chí bố nhé, thì dù đó bố mai vâng, qua đây thì con cũng em thôi, hai chị em. Em cũng xin thay mặt gia đình ấy cũng gửi lời cảm ơn đến chị Phương rất nhiều. Thế trên tay chỗ cô ấy là vào để em lấy nét nhé. Là 400.000 và bé Hoa là đang cầm một tờ trong tay là 100.000, tổng cộng là 500.000 và đồng thời là có bao gạo này nữa để giúp cho gia đình. Bây giờ là nhà mình còn ngô không hả cô? Nên nè, lúc trước thay mua nó chỉ mua là. Đây à, bé à, một tá hơi kế nó bé nó tặng à. Hết xài rồi, một ngày chủ đã ăn hai bữa. Một ngày ăn hai bữa à? Không được ba bữa nữa đúng không? Rồi. Chủ đã ăn tạm rồi. Thế còn em đấy, ngày ăn mấy bữa à? Mẹ? Hả? Y nung nọ hàn tàu. Nó hàn tàu tỉnh. Hàn tàu tỉnh. Y nung nọ y tỉnh. À. Chỉ mong nọ nọ. Bé Hoa là một ngày ăn một bữa. Một ngày ăn một bữa thôi. Thế là trong là không có... Tà lò. Tà, có cái tà. Tà chỉ mong mỏi đó. Có cái tà. Xe mà. Bụi hồi mẹ là bụi hồi nhẹ mẹ chạy mù dùa ớ xí bố cử. Thế giờ nên nó thì mù ít lúc nữa nè bế tử với bà nhỏ. Ủa thì bế tử xí nè lo nụ vô nè xí chạy bố phân xí nè bế vô tập bế nế lì á. Ờ nhưng mà nè chạy bố chạy nhà thì mù ớ bùa bố bùa mù dùa thì ta ớ xí cử. Mà giờ nên nó ý thì là thế mà xí hò làm nó. Nên mà ông bố của bé Hoa này bây giờ còn uống rượu như ngày trước không cô? Nên là chỉ lo nữa, họ cho ly thợ uống là chỉ hào à? Nó sẽ hào chỉ ly mà. Nó phải hào ly đó. Nó phải hào chỉ ly. Khả năng nó phải uống như ngày trước. Vẫn uống như ngày xưa à? Uống như ngày xưa. Về còn nát rượu không? Còn chửi vợ mắng con không? Nên lo nữa còn cho được bữa chén này. Nên mua vô là thế, nên là thơ mà dự tế được của mình là tiền nó nọ hết rồi, nên chị thơ yếu nó là chị mua. Nên này đó. Nhà tiền dự tế này mà nên chị mua. Nên là chị mua. Dự tế này mà tiền mua nó đọc là thế. Nên là tiền này chị thơ yếu nó là chị mua nè. Mẹ bảo là về đến nhà thì bảo nó làm thì nó không chịu khó làm. Nó bảo là nó đi lên tay lang thang nó đi... một ngày ăn vài bữa là được rồi. Đi ra ngoài còn được ăn nhiều hơn đúng không? Đi ra ngoài nó được ăn nhiều hơn. Không làm nữa. Rồi ok, em ngồi xuống nói chuyện em lấy mấy cái ghế kia. Thì nói chuyện với bé Hoa một tí, lâu lắm rồi không gặp em ấy. Xem là không sao đâu.
sau nha. Ừ, sao không sao. Đấy. Tao lo để thả lô tù tù ní ý mi gì. Này sao? Đấy, nhìn cháu nó rất duyên, nhưng mà đấy, không may là bây giờ là nhưng mà cháu nó được cái là đi biết đường đi tắm phải không cô? Ô to kêu mà đã đến rồi mà mai to rồi. Ừ. Biết sao tại sao mà bây giờ nhìn không thấy mà lại còn đi xuống tận cái dòng sông dưới kia được? Đấy, nó mới, cái đấy là cái quan trọng này. Dạ đúng rồi. Nó bóp lên nó chịu bội rồi, giờ tao ăn một cha, nên nó có to là cháu ớt gì á, khô nó mà, nó phù yên to, nên nó chịu bội. Nó bảo là, ba mẹ bảo là, mình nói đi bên này, thì mình từ đầu bên kia về thì mình sẽ chính được, mình không chính được thì nó không thấy mình ấy. Chắc là quen lối thôi, quen lối từ nhỏ ấy. Giờ mà là bao ke là mà mù giờ mà. Dạ. Nên hả? Nó mù hết mà. Nên tôi phòng là tôi bố to lại. Nên cho tôi bố mù. Nó bị có bà kia nó hai người đâm vào nhau. Thế á. Thà là không như không bị như thế thà không tránh được á. Rồi. Không nhìn thấy cái gì thì nó bị đâm vào nhau một phát là đau quá. Đối với bé Hoa là cái mắt của cháu nó là cũng đã từng đi Hà Nội là cũng khám qua một lần rồi các bác ạ. Tuy nhiên thì từ nhá, để thế này cho đỡ chói này. Tuy nhiên thì cháu nó không thể ấy được, không ý là bệnh viện nói là bị bẩm sinh không chứa được nữa. Tuy nhiên là một du sinh của chị Tàu giờ mà. Giờ mà bỏ. Tôi nên mua giấy phát hành thì lúc không mà một thợ cao thì tao à. Đấy, lúc đấy là đi rồi. Nhà đi khám mắt nên là không có được. Bây giờ là nhìn cũng không thấy cái điện thoại luôn các bác ạ. Nhìn em rất tội. Thế là bây giờ ở nhà cơm ăn các thứ quần áo các thứ như bé là còn nhiều không? Có nhiều bộ không? Người thì mai này cho khách giặt nào thêm mua tao chỉ mua à? Này cho không chặt na thò tàu à thò những này ấy tàu tiên này nhau là do nên tàu tôi thấy mà to thế chồng này kì nên là nó tả hết rồi. Mẹ bảo là lúc trước anh Ngào vào thì anh Ngào vẫn mua được máy bộ rồi nhưng mà được mấy năm rồi nhưng mà bây giờ là chắc là hết rồi. Tóm lại là cái hoàn cảnh của gia đình hai mẹ con ấy với lại bố của chú bé Hoa này là nó cũng rất là lâu rồi. Bây giờ thì em bé mới quay trở lại để thăm một hoàn cảnh cũng rất là đáng để giúp đỡ các bác ạ. Hiện tại thì gia đình còn mỗi bé này thôi. À còn một bé nữa, là chưa, một em gái nữa. Mua tù... Mấy tù nét lúa à? Mấy tù nét lúa à? Mà tù nào nhá thì mù tàu à? Tôi tao là nó bộ. Giờ tôi mang nó là tức là còn ba mẹ con ở trong căn nhà này. Ông chồng thì suốt ngày đi lang thang ấy, rượu chè này, không lo làm ăn, không do giúp phụ việc. Nhưng mà bây giờ là cơ bản là nhà là cũng không còn gì ăn nữa rồi. Tức là ông chồng là vẫn tình hình như là vài năm trước đấy nhỉ, bà bác nhỉ, cô nhỉ. Nhiều thì ít thì là thật sự đi này. Ít thì ai u u rồi nhớ đi rồi. Bây giờ cũng khó, nếu mà tầm tuổi này, nếu mà người bình thường thì chắc có lẽ rằng là cũng lấy chồng như bao bạn bè rồi. Là đúng rồi, vẫn có bạn bè đã lấy chồng hết rồi. Nhưng mà như thế này thì vẫn khó. Người ta không lấy ấy. Vâng, đúng rồi. Nhưng mà được cái là bây giờ như em là ở nhà là làm được cái việc gì nhiều như bé Hoa ấy, bây giờ vẫn thấy đi đường được như thế. Nhà tiền nhóc ở trên này thì sao mà hát lấy thì tên là một tờ gì đó. Tony, có khi thì nó chưa vào nhà đâu. Nó đi lấy rau bổ thì
nó đi một tí là nó không thấy cái gì hết. Nó mò đi lên một tí là nó ngáp. Nó bị ngáp một lần rồi, mẹ đi kéo tay về thôi. Thì cháu nó không nhìn thấy mà. Không nhìn thấy thì nó tự mò đi đâu mà. Ừ, đúng rồi. Em nó không nhìn thấy thì tự mò thôi các bác ạ. Thế bây giờ nói chung là đang tuổi xuân, nói chung là hồng nhan bạc phận. Cũng xinh xắn đấy chứ các bác ạ. Cũng rất xinh xắn, mỗi tội là tôi thì số phận của mình cũng chấp nhận thôi nhỉ. Ok, thế thì hôm nay là cũng tìm hiểu một chút về gia đình của mình, cũng như lâu lắm không vào thăm cô, thăm bé Hoa thôi. Thì hôm nay thì cũng có chút quà của chị Phương, các cháu lại có dịp đi vào trong này. Bây giờ phần quà cũng đã trao xong rồi. Đấy, cũng với hy vọng rằng là các bác sẽ cùng nhau đồng hành cùng với gia đình bé Hoa lâu dài hơn một chút. Vì là bé thì chắc có lẽ rằng là cứ như thế này đến già thôi. Chắc chắn một điều là như thế, bởi vì cũng từng đi khám rồi, không có cơ hội rồi các bác. Nhà vẫn có chồng đen nhỉ? Vẫn có chồng đen như bé Hoa đây này. Xem anh xem qua một chút được không? Mở mắt ra bình thường nào. Chắc là mình trên. Vẫn có chồng đen bình thường, nhưng mối tội là từng đi khám rồi, bị từ bẩm sinh đẻ ra. Từ bẩm sinh đẻ ra thì không làm được. Rồi, ok. Thế cô nhá, cháu chào cô nhá. Cháu chào cô. U mù chê đó. Chú về nhá. Mùa chê, u mùa chê nữa. Mùa chê nếu tu hả? Thôi thăng mà mạ ua phao bị câu phú tiêu thôi thăng lấy hồ. Vâng ạ, vâng, cháu chào cô. Ôi chào em gái. Chị mua nấy, chị mua từ từ. Đấy giờ chị tẩy về phương trâu kia râu à. Nếu mà giờ tu bé tu thân nhẹ mà. Vâng ạ, thế thôi thì. Tao đó. Thì vẫn ấy như thế. Mà tụi nhu nhói trên mua mà. Mua nhu chúng mà. Tụi nhu là chú tụi mẹ mẹ cô á. Có hai con bé bé. Có hai con bé bé. Rồi, ok. Xin chào nhá. Mua cho bé cho các tụi mà. Vâng ạ. Ok, xin chào các bác ạ. Hẹn gặp lại các bác ở những cái video tiếp theo.